Trên thế giới, Đài Loan bị loại khỏi cuộc tập trận ở Vành Đai Thái Bình Dương Các bộ trưởng G7 xem xét gia hạn khoanh nợ cho các nước nghèo Bùng phát bọ vân sam phá sạch các khu rừng trên thế giới Tại Việt Nam, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông tiến về Bắc Bộ Làm rõ vụ một ngư dân Việt Nam bị Malaysia bắn chết trên biển Bắt tạm giam một đối tượng làm giả con dấu của Thủ tướng Bộ Công an Quý vị đang theo dõi bản tin trưa KBC. Tôi là Minh Ngọc và bây giờ là thông tin chi tiết của bản tin hôm nay. Đài Loan đã bị loại khỏi cuộc tập trận ở Vành đai Thái Bình Dương Rimback do Mỹ dẫn đầu. Các nhà phân tích coi đây là một dấu hiệu cho thấy Washington đang thận trọng để tránh vượt qua ranh giới đỏ của Bắc Kinh liên quan đến vấn đề Đài Loan. Rainbow kéo dài 2 tuần là cuộc diễn tập hàng hải quốc tế lớn nhất thế giới do Mỹ tổ chức mỗi 2 năm. Tập hợp các lực lượng hải quân chủ yếu từ vành đai Thái Bình Dương, năm nay là Hàn Quốc, Canada, Australia, Nhật Bản, Philippines, Singapore, New Zealand, Brunei và Pháp để thúc đẩy sự ổn định và hợp tác trong khu vực. Đài Loan đã hy vọng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ sẽ giúp họ nhận được lời mời tham gia với tư cách là quan sát viên. Nhưng điều này đã không xảy ra. Phát ngôn viên quân sự Xin Sung wen hôm thứ Hai xác nhận rằng Bộ Quốc phòng Đài Loan chưa nhận được lời mời tham gia. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng sự hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ vẫn sẽ mang lại lợi ích cho sự ổn định của khu vực. Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm qua đã chào mừng các nhà ngoại giao trở về từ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc vừa đóng cửa ở Houston, phát biểu tại lễ đón ngắn gọn nhưng trang trọng tại sân bay quốc tế Bắc Kinh. Ông Vương ca ngợi sự bình tĩnh của đồng nghiệp, nói rằng họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngoại giao. Ông Vương nói việc buộc đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc đã cho thấy rõ các lực lượng chống Trung Quốc ở Mỹ đang tìm cách phá hoại quan hệ song phương tuy nhiên ông vương cho biết đối thoại và không đối đầu vẫn là quan điểm chủ đạo của công dân ở cả hai nước và bày tỏ sự tin tưởng rằng quan hệ trung quốc hoa kỳ sẽ được tái sinh sau những khó khăn hiện tại Chính quyền Trump hôm thứ Hai tuyên bố sẽ thắt chặt hơn nữa các hạn chế đối với tập đoàn công nghệ Huawei nhằm ngăn chặn quyền tiếp nhận công nghệ sản xuất, chip thương mại. Các nguồn tin cho biết, Mỹ cũng sẽ thêm 38 chi nhánh Huawei ở 21 quốc gia vào danh sách đen, nâng tổng số lên 152 chi nhánh kể từ khi Huawei chính thức bị cấm vào tháng 5 năm 2019. Các biện pháp mới có hiệu lực ngay lập tức sẽ ngăn chặn được những nỗ lực của Huawei nhằm phá vỡ kiểm soát xuất khẩu của Mỹ các hạn chế hiện tại của Mỹ đã có tác động nặng nề đến với Huawei và các nhà cung cấp của họ. Người phát ngôn Bộ Tài chính của Mỹ cho biết, các bộ trưởng tài chính từ nhóm 7 nước giàu nhất thế giới hôm thứ Hai đã nhận thấy sự cải thiện trong nền kinh tế của họ, nhưng nhấn mạnh mối quan ngại về vấn đề nợ mà các nước thu nhập thấp phải đối mặt. Trong cuộc họp qua điện thoại, thì Bộ trưởng Tài chính của Mỹ Steven Mnuchin và các bộ trưởng khác đã lặp lại lời kêu gọi tất cả các chủ nợ trong nhóm G20 thực hiện đầy đủ việc khoanh nợ cho các nước nghèo. Hồi tháng 4, các thành viên G20, bao gồm Trung Quốc và các câu lạc bộ chủ nợ Paris, đã đề nghị đóng băng các khoản thanh toán dịch vụ nợ cho 73 quốc gia nghèo cho đến cuối năm để giải phóng khoản tiền ước tính 12 tỷ đô la dùng để tài trợ cho các quốc gia nghèo nhất chống lại sự bùng phát của Covid-19 và giảm thiểu tác động kinh tế tiêu cực từ dịch bệnh chính trị gia belarus đối lập vyatlana sikhanukhaya hôm thứ hai cho biết bà đã sẵn sàng lãnh đạo belarus và kêu gọi tạo ra một cơ chế pháp lý để đảm bảo rằng một cuộc bầu cử công bằng có thể được tổ chức phát biểu trong một video bà cũng kêu gọi các nhân viên an ninh và thực thi pháp luật nên rời bỏ chính phủ tổng thống alexander lukashenko nói rằng hành vi trước đây của họ đã được tha thứ nếu họ làm như vậy Bà Viatlana, một cựu giáo viên tiếng Anh, đã trở thành một trong những nhân vật đối lập hàng đầu chống lại Tổng thống Lukashenko. Bà đã trốn ra nước ngoài vào tuần trước và nói rằng làm như vậy vì sự an toàn của các con mình, nhưng nhanh chóng bắt đầu phát hành các video kêu gọi tiếp tục cuộc biểu tình chống chính phủ. Thâm Quyến đã trở thành thành phố đầu tiên của Trung Quốc được phủ sóng toàn bộ mạng 5G độc lập, dẫn đầu bước vào kỷ nguyên 5G. Hơn 46.000 trạm phát 5G đã được xây dựng trong thành phố. Đây là mật độ trạm phát nhiều nhất thế giới. Sau khi thực hiện mạng hóa 5G độc lập, thành phố sẽ phát huy lợi thế phát triển sáng tạo của các doanh nghiệp 5G chủ chốt như Huawei, GTE và Tencent. Một trận dịch bò hung núi có kích thước không lớn hơn một hạt gạo đã phá hủy 15 năm nguồn cung cấp gỗ ở British Columbia. Đây là một lượng gỗ lớn đủ để xây dựng 9 triệu ngôi nhà hiện thì bọ hung cũng đang gặm nhấm các khu rừng ở Alberta và tây bắc thái bình dương bên cạnh bọ hung một đợt bùng phát bọ vân sam đang đe dọa ăn tươi nuốt sống ở các khu rừng ở bắc mỹ cũng như là những loài cây gây hại tương tự đang tiêu diệt nguồn cung cấp gỗ ở các vùng của châu âu các loại bọ này đang phát triển mạnh khi biến đổi khí hậu trái đất ấm lên chính là môi trường lý tưởng bùng phát các loài gây hại với việc trung quốc tiến gần hơn với việc sản xuất thành công vaccine coronavirus các quan chức hàng đầu của bắc kinh và một số nhà sản xuất thuốc của nước này đã bắt đầu hứa hẹn cung cấp vaccine cho các quốc gia có lợi ích chiến lược với mình Bộ Ngoại giao Trung Quốc và các tập đoàn dược phẩm như là Sinovac Biotech, Casino Biologic đã hứa cho Philippines, Brazil, Pakistan, Indonesia và Nga ưu tiên tiếp cận vaccine Trung Quốc. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các nhà sản xuất thuốc quốc danh và tư nhân của Trung Quốc chịu trách nhiệm về 3 trong số 6 ứng cử viên vaccine toàn cầu và hiện đang trong giai đoạn cuối cùng của thử nghiệm trên người. Lebanon phải phong tỏa trong 2 tuần sau khi tăng chóng mặt các ca nhiễm coronavirus. Bộ trưởng Bộ Y tế nước này cho biết hôm thứ Hai, Lebanon đã ghi nhận kỷ lục 456 ca nhiễm mới vào thứ Hai, với 2 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc lên 9.337 ca kể từ tháng 2, với 105 ca tử vong. Máy bay trực thăng dò thám sao hỏa của NASA có tên là Ingenuity đã tự sạc năng lượng thành công lần đầu tiên trong không gian vào tuần trước. Ingenuity là chiếc trực thăng đầu tiên được thiết kế để bay trên hành tinh khác. Nó hiện đang du hành đến hành tinh đỏ trên tàu thám hiểm sao hỏa Perseverance của NASA được phóng vào ngày 30 tháng 7. Vào ngày 7 tháng 8, thì 6 pin lithium-ion của máy bay trực thăng đã được cấp nguồn và sạc lần đầu tiên trong không gian. Việc sạc pin mất 8 giờ và đạt 35% mức tối đa để duy trì sức khỏe pin tối ưu. Perseverance dự kiến sẽ hạ cánh trên sao hỏa vào ngày 18 tháng 2 năm 2021. Sau đó, Ingenuity sẽ tách ra, đi xuống bề mặt hành tinh đỏ và thực hiện một vài chuyến bay thử nghiệm tiên phong. Tiếp theo sẽ là phần thông tin trong nước. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tối qua, áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng Biển Đông Bắc và Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ tối nay, thì tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất gần vùng tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là phía Bắc vị tuyến 18 độ vị Bắc, phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông với gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lớn trên diện rộng trong những ngày tới, ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai có công điện yêu cầu các đơn vị địa phương thực hiện các biện pháp ứng phó theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới thông báo cho chủ các phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra cũng liên quan tới thời tiết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió đông nam hoạt động mạnh trên mặt đất, trong đêm 16 và sáng 17 tháng 8, trên địa bàn của tỉnh Quảng Ninh có mưa to đến rất to, làm sạt lở đất ở một số địa phương và làm hai người ở thành phố Hạ Long bị thương. Mưa lớn cũng gây ngập lụt cục bộ tại các tuyến giao thông nội thị Hòn Gai, Hà Khẩu, Bãi Cháy. Nước sông Ba Chẻ tại khu vực chợ trung tâm thị trấn dâng cao. Đến trưa ngày 17 tháng 8 thì nước đã rút, giao thông cơ bản được lưu thông trở lại bình thường. Tại các địa phương khác thì mưa lớn cũng đã gây ra ngập úng cục bộ trong các khu dân cư, các ngầm tràn qua các sông, suối cũng bị ngập. Ngành chức năng các địa phương cũng đã cử người canh gác không cho qua lại khu vực này. Thưa quý vị, liên quan đến thông tin một ngư dân Việt Nam thiệt mạng sau vụ va chạm với cơ quan thực thi pháp luật hàng hải của Malaysia, MMEA, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin nói trên, đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã khẩn trương liên hệ các cơ quan chức năng của Malaysia, yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể để xác minh làm rõ. Đồng thời, chỉ đạo đại sứ quán Việt Nam thu xếp thăm lãnh sự các người dân và tiến hành các biện pháp bảo hộ đối với người dân thiệt mạng. Trong thông báo phát đi ngày 17 tháng 8, MMA cáo buộc 19 người dân Việt Nam đã chống trả bằng vật cứng và bom xăng, buộc lực lượng này phải nổ súng tự vệ, làm trúng một người dân. Người này sau đó đã tử vong, trong lúc 18 người còn lại bị dẫn giải về đất liền ủy ban kiểm tra trung ương đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo ông nguyễn văn quân trưởng ban tổ chức tỉnh ủy gia lai cơ quan kiểm tra trung ương cho biết trong thời gian giữ cương vị tỉnh ủy viên bí thư ban cán sự đảng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh gia lai ông nguyễn văn quân đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc và các quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong chỉ đạo giải quyết vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can bắt tạm giam Phạm Văn Thương, 40 tuổi, ngụ tại ấp An Thành, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiến hành khám xét chỗ ở của Thương, cơ quan điều tra thu giữ 4 mọc hình tròn, dấu đỏ giả dạ của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên, Môi trường và trại tạm giam Công an tỉnh Bình Dương ngoài ra tại chỗ ở của đối tượng còn có một bằng tiến sĩ một bằng thạc sĩ đa khoa đều mang tên phạm văn thương cùng nhiều loại giấy tờ tài liệu liên quan tại cơ quan điều tra thì phạm văn thương bước đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành đang tiếp tục điều tra mở rộng truy bắt các đối tượng liên quan Xin được chuyển sang thông tin liên quan đến dịch Covid-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, từ ngày 28 tháng 7 đến nay, các quận huyện trên địa bàn đã xử phạt hành chính 788 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch, số tiền gần 850 triệu đồng. Trong đó thì hành vi bị xử phạt nhiều nhất là không đeo khẩu trang theo quy định, tụ tập đông người, không chấp hành cách ly y tế, ra đường trong trường hợp không cần thiết, không thực hiện cam kết tạm ngưng kinh doanh. Chỉ riêng trong 4 ngày, từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 8, công an phát hiện 557 vụ với gần 700 người vi phạm. Theo thông tin từ Hiệp hội Thép Việt Nam, tiêu thụ thép từ đầu năm đến nay đã giảm trước sức ép giá nguyên liệu tăng. Trong khi đó, thì sản xuất và bán hàng các sản phẩm thép trong nước 7 tháng cuối năm cũng ghi nhận mức tăng trưởng âm. Cụ thể, thì sản xuất thép các loại đạt gần 14 triệu tấn, giảm gần 7% so với cùng kỳ năm 2019. Bán hàng đạt gần 12 triệu tấn, giảm hơn 9%. Hiện nay, các thị trường xuất khẩu đang gặp khó khăn do các quốc gia vẫn đang trong giai đoạn đóng cửa, sự gián đoạn của chuỗi cung ứng đang diễn ra và sự cạnh tranh do giá nguyên liệu. Bên cạnh mức tiêu thụ giảm do dịch Covid-19 và bước vào mùa mưa, ngành thép cũng phải đối mặt với việc giá nguyên liệu sản xuất tăng cao. Các doanh nghiệp nhà máy sản xuất buộc phải giữ giá thành hoặc giảm nhẹ để cạnh tranh thị phần. Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, hiện có 6.580 doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử. Cơ quan thuế đã tiếp nhận hơn 13.700 hồ sơ với số tiền hơn 57.400 tỷ đồng. Sau hơn 3 năm triển khai, hệ thống hoàn thuế điện tử đã mở rộng cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế tại 63 tỉnh thành phố. Cùng với việc giải quyết hoàn thuế bằng phương thức điện tử, Tổng cục thuế cũng đã thí điểm triển khai hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Chính phủ vừa ban hành nghị định 91 nhằm chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Theo đó thì nghị định nêu rõ, mỗi người quảng cáo không được phép gửi quá 3 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người sử dụng. Người quảng cáo chỉ được gửi tin nhắn từ 7 đến 22 giờ mỗi ngày. Trường hợp gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo không đúng quy định có thể bị phạt tiền từ 60 đến 80 triệu đồng gửi tin nhắn quảng cáo đến số điện thoại trong danh sách không quảng cáo thì bị phạt từ 80 đến 100 triệu đồng. Nghị định 91 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 tới trước khi kết thúc bản tin hôm nay fbnc xin trân trọng thông báo nhằm kịp thời chia sẻ với những số phận kém may mắn những mảnh đời khó khăn trên cả nước sắp tới đây kênh truyền hình fbnc sẽ khởi động chương trình vì xã hội mang tên điều ước việt nam chương trình là cầu nối để chúng tôi thực hiện trách nhiệm cộng đồng cũng như là cánh tay nối dài của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay giúp đỡ những người yếu thế vượt qua khó khăn sóng gió của cuộc đời để thay đổi số phận và hướng đến ngày mai tươi sáng hơn nếu quý vị biết đến những hoàn cảnh khó khăn, mong muốn vươn lên, tìm một tia sáng cuối đường hầm thì hãy liên hệ ngay với FBNC để chúng tôi có cơ hội được giúp đỡ. Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ điều ước Việt Nam a vòng fbnc.vn hoặc hotline 096 39 38 351. FBNC rất mong nhận được phản hồi của quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Đến đây, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.